Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề thi thử tháng 5. Đề thi thử này thì chúng ta đã tổ chức thi, đúng không ạ? Vào 21h30 đến 22h30 của ngày 28 tháng 5, tức là tối thứ bảy tuần trước chúng ta tổ chức thi thử cái đề này. Và hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề thi thử. Ok, các bạn thân mến, với cái đề thi thử này thì được đánh giá là một đề tương đối dễ. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái giai đoạn này thì cô sẽ không ra những cái đề có tính chất thách thức. Ở cái giai đoạn này thì cô cũng sẽ không ra những cái đề mà sẽ có tính chất lừa như những cái đợt đầu nữa. Ở giai đoạn này thì cô sẽ bám sát vào cái đề minh họa, và cô sẽ ra những cái đề mà phát triển theo cái đề minh họa đó, bởi vì là nó bị bó buộc theo cái đề minh họa nên là cô Trang Anh không dám cho khó. Thực sự là cô Trang Anh phải nói một câu là cô không dám cho khó các bạn nữa. Thực ra thì cô nói rằng là cô không dám cho khó, nhưng mà cái mức độ đề thi này của cô cũng vẫn khó hơn so với mức độ đề thi của bộ. Ok. Sao chưa? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu mà các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học này. Trên cơ sở cô cho anh đã đăng đáp án rồi, nên là hôm nay cô cho anh sẽ chữa nhanh nhá. Trên cơ sở là cô đã đăng đáp án rồi. Trên cơ sở là chúng ta đã làm cái đề thi này rồi, nên là hôm nay cô cho anh sẽ chữa nhanh. Ok. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học nhé. Sẵn sàng chưa ạ? Ok. Rồi, cô chào Trâm Lê, cô có thấy em ạ? Chúng ta bắt đầu vào học này. Rồi, cô chào Trâm Lê, cô chào bạn Trần Tuấn Hoàng, cô chào bạn Hồ Trường Sơn. Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu mà sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học nhé. Sẵn sàng chưa ạ? Được chưa? Cô bắt đầu chữa này. Cô sẽ có như sau. Cái đề này sẽ là cái đề mà bám sát chuẩn form đề minh họa 2022 và cô phát triển từ cái đề đó ra, được không ạ? Thì cô sẽ có như sau này. Với cái câu số 1 và câu số 2 sẽ là dạng bài về phát âm. Với dạng bài phát âm thì trong cái đề thi chính thức sẽ có một câu cách phát âm của đuôi S hoặc đuôi ED, cái này theo quy tắc rồi, đúng không ạ? Phần còn lại sẽ là phần phát âm của nguyên âm. Thì với cái câu số 1 theo cách phát âm của đuôi ED, cô sẽ khoanh được câu 1 là ý D, được không ạ? Xong chưa? Ok, rồi. Lần trước là buổi học livestream của cô là có sự tham dự của bạn có nick Facebook là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì hôm nay buổi học của cô lại có một cái bạn mới là Bộ Y tế, đúng không ạ? Có vẻ là 2K4 giờ phút này rất là rảnh, đúng không? Rất là rảnh. Có rất là nhiều những cái, đúng không ạ? Những cái gọi là rất có rất là nhiều những cái trò hay, đúng không ạ? Đến giờ phút này chắc là 2K4 thì ôn xong hết rồi, đúng không ạ? Xong chưa? Chúng ta bắt đầu này. Với câu số 1 cô chọn là ý D, nhất trí chưa? Nhanh chữa nhanh nhé. Với cái câu số 2 là phần phát âm của nguyên âm. Mà với cái phần phát âm của nguyên âm chúng ta phải đọc từ đó lên, cô có từ sau. Chợ với từ là thạch. Phát âm đấy của cô sẽ được phát âm là A, đó không ạ? Thế còn ý B thì sao? Ý B với cái từ với từ plane, âm đấy của cô cũng là A. Vậy cô có hai ngay rồi, đúng không ạ? Rồi thì cô sẽ có ý C tứ đọc là gì? Giờ tứ đọc là plant. Âm đấy của cô là âm E bẹt. Vậy thì cô sẽ khoanh được câu số 2 là ý C. Rồi, xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3 và câu số 4. Với cái câu số 3 và câu số 4, cô sẽ có anh này cô sẽ là kiến thức về phần trọng âm. Thì ở trong trọng âm sẽ có một câu là trọng âm đối với từ hàm tiết, một câu đối với trọng âm và âm tố, một câu là trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi. Thì với cái câu số 3, với câu số 3 chúng ta sẽ có anh này cô sẽ là trọng âm đối với từ hai âm tiết. Với trọng âm đối với từ hai âm tiết chúng ta sẽ áp dụng theo cái phần quy tắc của phiên âm nhá. Với cái phần quy tắc của phiên âm em nhớ cho cô như sau này. Cái phần trọng âm ấy nó rất là dễ lấy điểm, nên em sẽ chịu khó học cho cô một số cái quy tắc của phiên âm để chúng ta có thể lấy được điểm trọn vẹn với cái dạng này. Với cái câu số 3 chúng ta có ea. Yeah, với từ party thì cô sẽ có party thì cô sẽ có part là a dài. Mình có cái quy tắc như sau này. Trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài.
Như vậy thì cô có với cái từ sau nhá. Với từ party, cho ôm sẽ rơi vào âm tiết đầu, được không ạ? Rồi, thế còn ý B thì sao? Ý B từ đọc là gì? Chứ đọc là water. Âm thứ hai cô là thờ, là ơ. Mình lại có cái quy tắc như sau. Mình lại có quy tắc là trọng âm không bao giờ rơi vào âm ơ. Vậy thì nó sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Đó, hai anh thứ nhất rồi này. Thế còn ý C thì sao? Ý C với cái từ sau. Với từ money. Thì cô sẽ có man là á, ni là y. Nhờ hai cái âm này của cô đều là nguyên âm ngắn. Thì mình có quy tắc là nếu tất cả các âm mà ngắn hết, cho âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Đó ạ. Vậy từ đó cô sẽ khoanh được câu đấy của chúng ta là ý D bằng phương pháp loại trừ. Chờ xong câu số 3 chuyển sang câu số 4 này. Câu số 4 ý là câu với đuôi full và đuôi error. Em sẽ xem ở trong cái mục sau. Chờ bộ sẽ cho em một câu mà em sẽ giống vào cái quy tắc này em làm được luôn này. Chờ cô sẽ có là ở cái mục những hậu tố còn lại thì mình sẽ thấy có mặt của đuôi full và đuôi error. Đó là những cái hậu tố mà không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Không ảnh hưởng đến trọng âm của từ tức là em bè nó lại. Chờ be, fu, be, er, vậy còn mỗi cái âm đầu tiên thôi. Nên trọng âm nó sẽ rơi vào đó. Nhớ ý B với cái đuôi IC chúng ta có cái quy tắc như sau này. Chờ mình có cái quy tắc IC nó mục này đúng không ạ? Là hậu tố hoặc đuôi làm trọng âm rơi vào trước âm đó. Nhớ. Vậy rơi vào trước âm đó thì cô sẽ có với cái từ này của chúng ta. Nó sẽ rơi vào âm nào bây giờ? Nhớ với cái từ sau này. Với cái từ là fantastic. Nhớ trọng âm sẽ rơi trước âm đó. Vậy nó sẽ rơi vào tiết thứ hai. Thế còn ý C thì sao? Ý C với cái đuôi I và R. Em xem cô ở trong cái mục sau. Chờ cô sẽ thấy nó có cái mục của đuôi I và R là cái mục hậu tố hoặc đuôi làm cho âm rơi vào trước âm đó. Đó ạ. Rơi vào trước âm đó thì cô có cái từ sau này. Cô có cái từ decisive. Cho âm sẽ rơi vào decisive. Cho âm sẽ rơi vào trước âm đó âm tiết thứ hai. Sau đó cô khoanh được câu 4 là ý A. Xong nhá, xong nhá. Rồi biết cô sẽ có như sau. Em nhớ cho cô là bốn cái câu đầu nhớ, nó sẽ là phần kiến thức hết sức là cơ bản nhớ, nên là em nhớ giúp cô là riêng bốn câu đầu bằng mọi giá em không được phép sai. Chợ với cái câu số 5 sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần hỏi đuôi. Với kiến thức về hỏi đuôi cực kỳ đơn giản này, nhìn thoáng qua cho cô bốn đáp án, nó đều có cái ngôi nhân xưng là it. Rồi về thì cô sẽ không cần quan tâm đến chủ ngữ của nó, cô chỉ cần quan tâm đến động từ thôi. Động từ ở đây của cô có là is not. Nhớ, vậy bên này cô là phủ định thì bên kia là khẳng định. Vậy cô sẽ chọn được câu 5 là ý C. Nhớ, xong câu số 5 chuyển cho cô sang với câu số 6. Nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu số 6, em thấy rằng là câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về trật tự tính từ. Với cái câu kiểm tra kiến thức về trật tự tính từ thì bạn sẽ viết cho cô cái quy tắc này ra. Đó ạ, nhớ. Nhớ, bạn nhớ cho cô là hôm nay cô sẽ chữa trên tinh thần là cô đang đáp án rồi. Và cô sẽ chữa trên tinh thần là các bạn đã làm cái bài thi này rồi. Nên cô sẽ chữa những câu dễ, cô chữa nhanh. Chờ khi mà em đã viết được cái trật tự tính từ này xuống này, thì em sẽ lấy một phương án để xét. Cô sẽ lấy bất kỳ một phương án nào. Đây cô sẽ lấy phương án IA nhá. Chờ ý ở cô với từ black. Chờ với cái từ black. Dạ cô sẽ có với cái từ là. Với từ là black. Nghĩa là màu đen, vì nó là color. Màu sắc đứng ở đây, đúng không ạ? Rồi tiếp này cô có với từ sau. Với từ big là kích cỡ to, đúng không ạ? Kích cỡ đứng ở đây. Mình sẽ thấy được là kích cỡ phải đứng trước màu sắc. Rồi, còn một từ cuối nữa với cái từ sau. Chờ, cô có cái từ đó là từ. Với từ horrible nghĩa là gì? Nghĩa là dữ tợn, nghĩa là khủng khiếp, đúng không ạ? Vậy nó sẽ là opinion phải đứng đầu. Nếu là opinion đứng đầu thì cô sẽ bỏ được A, bỏ được C. Với câu này cô sẽ có là opinion này, xong đến gì ạ? Xong đến soi kích cỡ, xong mới đến màu sắc. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 6, đáp án của câu này là ý B, nhớ. Anh ấy không dám, anh ta không come in, anh ta không bước vào. Chờ, bởi vì anh ta làm sao đây ạ? Chúng ta có cái cấu trúc sau. Chờ, cô có một cái cấu trúc sau này. Chờ, cô có cái cấu trúc là be scared okay, of something. Nghĩa là sợ cái gì, nhớ. Anh ta không dám bước vào bởi vì anh ta sợ cái con chó hung dữ, cái con chó to màu đen hung dữ đấy, nhớ. Vậy với cái câu số 6, cô chọn được ý B. Nhờ sau câu số 6, chuyện cô sang với cái câu số 7. Với cái câu số 7 sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về giới từ. Với câu kiểm tra kiến thức về giới từ, em căn cứ cho cô bằng từ sau đây ạ. Căn cứ bằng từ evening là buổi tối. Nhờ, người ta dùng giới từ on đi với thứ, ok? Đi với ngày, nhớ. Thế còn người ta dùng giới từ in đi với cái gì? Chợ, người ta dùng giới từ in đi với các buổi trong ngày. Chợ, đi với tháng, ok? Đi với năm,
đi với mùa, được không ạ? Vậy thì ở đây em sẽ căn cứ bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ evening là buổi tối, đi với buổi chúng ta sẽ dùng giới từ là in. Rất là đơn giản thế thôi, đúng không ạ? Tôi thường chơi video games vào buổi tối để mà thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Thì với câu 7 cô chọn được ý. Em nhớ cho cô như sau, nếu như theo đề minh họa của bộ ấy ạ, cái phần giới từ em chỉ cần in ôn cho cô mấy cái giới từ là on này, giới từ in, giới từ at, thế thôi nhá. Rồi xong câu số 7 chuyển sang câu số 8. Với cái câu số 8 sẽ là nhìn thoáng qua bốn đáp án thì em sẽ thấy rằng là câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về phần từ loại. Ok. Vậy với cái câu kiểm tra kiến thức về phần từ loại này thì em sẽ làm được câu này như thế nào đây ạ? Chợ với cái câu về từ loại này em sẽ làm theo cái kiểu, đúng không ạ? Theo cái kiểu suy ra thôi chứ không cần phải phân tích kỹ câu. Chợ với cái dạng câu về từ loại em xem cho cô xem ở vị trí này em cần từ loại là gì. Chợ muốn biết vị trí em cần từ loại gì em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Chợ căn cứ bằng từ defend. Nhớ cô sẽ có từ defend. Anh này cô sẽ là động từ. Chợ vậy thì theo cái quy tắc là động từ đi với trạng từ. Cái quy tắc là danh tính động trạng, tức là danh từ thì đi với tính từ, tính từ đi với danh từ, thế còn động từ đi với trạng từ. Vậy thì căn cứ bằng cái động từ sau. Như là căn cứ bằng động từ defend, nghĩa là bảo vệ, đúng không ạ? Động từ. Động từ thì phải đi với trạng từ. Rất là đơn giản. Trạng từ là từ có đuôi ly, thì cô sẽ chọn được ý C luôn, đúng không ạ? Trạng từ được cấu tạo bởi tính từ cộng với ly, thì suy ra được là ý B của cô sẽ là tính từ nhá. Thì cô sẽ không chọn ý B này. Tiếp này, cô có ý D của chúng ta nhá. Cô lại có như sau, cô lại có cái quy tắc là tính từ có đuôi phu được cấu tạo bởi danh từ cộng với phu. Vậy thì cô suy ra được là ý B của cô nếu bỏ phu đi thì suy ra ý A của cô sẽ là danh từ. Nếu suy ra ý D của cô sẽ là động từ, đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng ta suy luận. Nếu những bạn nào mà nghe cô trang giảng cái phần từ loại này mà nhìn vào cái đuôi của nó không xác định được từ loại của nó thì em phải học lại cấp tốc cái bài về từ loại để chúng ta lấy điểm tuyệt đối với câu này. Chờ xong câu 8 chuyển cô sang câu số 9. Với cái câu số 9 nó có thể là kiến thức về thì của động từ, nó có thể kiến thức là về bị động, thì em sẽ căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ yet, nghĩa là vẫn chưa. Vậy thì cô sẽ thấy được là đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, thì cô sẽ bỏ được ý D với bị động của thì hiện tại đơn. Cô sẽ bỏ ý C với bị động của thì quá khứ đơn. Thì cô có A và B đều là thì hiện tại hoàn thành, nhưng ý A là chủ động của hiện tại hoàn thành, còn ý B là bị động của hiện tại hoàn thành. Vậy thì câu này là chủ động hay bị động? Thế em sẽ xét cho cô bằng ngữ nghĩa của câu này. Cô có từ sau. Với từ product, nghĩa là gì? Sản phẩm, đúng không? Product. Nhờ cái sản phẩm này nhờ vẫn chưa được thử nghiệm ở trên động vật. Vậy thì cô sẽ có là cái sản phẩm đó phải được thử nghiệm chứ không tự thử nghiệm được. Nên cô sẽ cần phương án bị động của hiện tại hoàn thành. Do đó câu 9 cô chọn được ý B. Rất là dễ, đúng không ạ? Rồi, xong câu số 9 chuyển cô sang câu số 10. Câu số 10 sẽ là câu kiểm tra kiến thức về thành ngữ. Cái câu này cô ra theo đúng như cái kiểu nhá, nhá. Cái câu số 10 là câu kiến thức về thành ngữ này. Và cái câu này cô ra theo đúng tinh thần như đề minh họa của bộ nhá. Và không hiểu sao cái câu này của cô lại có rất là nhiều bạn sai. Đó. Với cái câu số 10, câu về thành ngữ, và cô có bảo với em rằng ấy, năm ngoái đề minh họa của bộ cho vào những cái thành ngữ phổ thông đơn giản như là cái thành ngữ là under the weather, không được khỏe kiểu như vậy, hoặc là cái thành ngữ là rains cannonox. Thì trong cái đề thi thật của năm ngoái bộ cũng ra vào đúng những thành ngữ đơn giản như vậy. Năm nay thì ở trong cái đề minh họa thì bộ đã ra cái thành ngữ về cái kiểu là tính từ, đúng không? Cái cụm thành ngữ mà có tính từ ở bên trong. Vậy thì ở trong cái phần mà cô có cái chương trình là mỗi ngày 20 cụm thành ngữ ấy, thì cô có bảo với em là cô có tủ, năm nay cô mạnh dạn tủ thành ngữ và cô tủ vào cái phần mà cái cụm thành ngữ kiểu như trong đề minh họa của bộ nhớ. Cái này ở bên nhóm kín các bạn học rất là kỹ rồi, đúng không? Thì với cái câu số 10 chúng ta sẽ có như sau này. Có rất nhiều bạn chọn câu 10 là ý B đó ạ. Có rất nhiều bạn chọn câu 10 ý B, lý do bạn chọn ý B bởi vì bạn học nó theo một lối mòn nhớ. Đây là một cái rất là tai hại này. Tại sao lại thế? Tức là chúng ta học theo kiểu lối mòn, tức là chúng ta thấy cái là chúng ta khoanh ngay, nhưng mà chúng ta không cần đọc câu gì cả. Em phải hiểu là người ta cho em một cái câu đấy là có ý của người ta, đúng không ạ? Tức là em phải đọc cái câu xem cái ngữ cảnh câu đấy người ta sẽ dùng như nào. Cô có từ sau. Chờ, cô có từ tall ghép với từ order. Cái này trong đề minh họa có rồi, đúng không ạ? Nó là một cái nhiệm vụ, một cái yêu cầu hết sức khó khăn để thực hiện nhớ. Vậy thì với cái câu này mình có thể chọn ý B được không? Cô dịch như sau này.
Company, cô có từ company nghĩa là công ty. Chứ công ty của chúng tôi làm sao để cần nhờ cần một cái person, một cái người mà có trình độ tốt đúng không ạ, cho cái công việc đó. Bởi vì cái công việc này đòi hỏi cái kỹ năng ngoại giao tương đối tốt nhờ. Vậy ở đây cô sẽ không thể là cần một cái nhiệm vụ khó khăn ở đây được. Vậy thì cô sẽ không chọn ý B được. Ghép nghĩa nó không ổn, nhớ nhá. Nên là em nhớ cho cô là khi mà em đi làm thi ấy, cái câu nào ấy, rồi chưa, mà nó dễ quá, đúng không? Hoặc là thôi thì tốt nhất là em cứ chịu khó đọc lướt qua một câu giúp cô, đỡ vậy nhá. Chứ còn nếu như câu này mà chọn khoanh ý B cái là thôi, học theo một lối mòn là sai mất câu này rồi, đúng không? Không phải thổ order, mặc dù mình có cái cụm từ này, nhớ. Thì cô sẽ có một cái cụm từ sau, và em thừa nhận cái cụm này cho cô như một cái cụm từ cố định. Đó là cái cụm từ là a high order. Cụm từ chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là cái loại tốt hoặc là tốt nhất. Đó. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ chọn được câu đấy của chúng ta phải là ý A cơ, không phải ý B. Cái câu này bạn cứ bảo là đề lừa, thực ra đấy không phải lừa mà là các bạn tự lừa các bạn thôi, đúng không ạ? Chắc chắn là cô cho anh sẽ không bao giờ cho một cái câu mà nó sẽ giống như kiểu đầy minh họa cho không điểm các bạn được, đúng không ạ? Nhá. Chờ, người ta dùng cái cấu trúc là người ta dùng cái cấu trúc là of a high order. Nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là trong số những cái loại rất là tốt, đúng không ạ? Vậy thì với câu hỏi dịch là công ty cần một cái người có trình độ tốt cho công việc này, bởi vì nó đòi hỏi cái kỹ năng ngoại giao tốt. Đấy, ok nhá. Thì với cái câu số 10 cô chọn được gì ạ? Ok chưa? Sau câu số 10 chuyển cô sang câu số 11. Với cái câu số 11 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chợ với câu 1 sẽ là cái dạng kiến thức về so sánh. Bây giờ cô đoán rằng là cả thế giới đang ôn mỗi so sánh kép thôi. Cẩn thận, bộ có thể bẻ lái sang các loại so sánh khác. Nên là với cái phần này thì bạn chịu khó là học hết giúp cô. Học hết các loại so sánh giúp cô. Vì thực ra cái phần này nó cũng không khó, đúng không ạ? Với cái câu số 11 này, với dạng so sánh càng thì càng. Nhờ chúng ta có cái công thức là chợ với cái dạng công thức của so sánh càng thì càng, nó sẽ là the cộng với tính từ hoặc trạng từ nhờ ở cái dạng so sánh hơn, đúng không ạ, cộng với chủ ngữ verb. Bên này cô sẽ phải là the cộng với tính từ hoặc trạng từ ở dạng so sánh hơn chủ ngữ verb, tức là hai vế của cô sẽ phải bắt đầu bằng the. Ok, hai vế bắt đầu bằng the thì cô sẽ không chọn ý A, không chọn ý B vì nó không có the. Nhưng mà nó phải là the cộng với tính từ dạng so sánh hơn cơ. Ý C của cô mà dùng là the most là so sánh nhất thì cũng không phải. Vì cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý D. Rồi xong câu đấy chuyển cô sang câu số 12. Câu số 12 của chúng ta sẽ là câu thuộc kiến thức về phần collocation. Nghĩa là kiến thức về cụm từ cố định. Và cái câu này rất là hay này. Các bạn đang học theo một lối mòn. Đúng không ạ? Tại sao cô lại bảo rằng là các bạn đang học theo một lối mòn? Là bởi vì sao ạ? Với cái câu này nhá, đúng không ạ? Cô thấy các bạn ấy như sau này. Các bạn ấy căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ effort, nghĩa là nỗ lực cố gắng. Thì bạn ấy sẽ chọn ngay đáp án là ý A, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã từng học, các bạn đã học quá kỹ cái cấu trúc sau. Đó là cái cấu trúc là make effort. Nhớ, cố gắng nỗ lực hết sức để làm gì. Nhớ, cô có cái cấu trúc sau này. Với cái cấu trúc là make effort, tôi đồ sang thấy cố gắng nỗ lực hết sức để làm gì. Nhưng mà em thử chọn xong em sẽ ghép nghĩa và xem nó có ổn không. Nhớ, em thử xem nào. Nếu bây giờ em chọn như vậy thì em sẽ ghép nghĩa cho cô câu này xem nào. Chúng ta có cái công thức là cậu vương nguyên dạng nên làm gì mà chắc khuyên bảo. Nhớ tiếp này, cô có với cái động từ sau, với cái động từ là, với động từ respect, nghĩa là tôn trọng, đúng không ạ? Chúng ta lên tôn trọng cái gì đây ạ? Nhớ, cô có cái từ sau với từ copyright, nghĩa là bản quyền. Dịch là chúng ta lên tôn trọng bản quyền. Bởi vì viết ra được một cuốn sách thì tốn rất là nhiều công sức. Vậy cô sẽ cần đây nghĩa là tốn rất nhiều công sức, chứ không phải là cố gắng nỗ lực làm gì. Vậy thì với câu này bạn chọn theo lối mòn của em là sai rồi, đúng không ạ? Em thấy là em chọn nó như em ghép nghĩa và không ổn thì chắc chắn em phải chọn lại. Đấy nhá. Rồi tiếp này cô sẽ có cái cấu trúc sau này. Em học mở rộng ra giúp cô. Nhờ chúng ta có cái cấu trúc sau. Chứ ngoài với cái từ effort, ngoài nó đi với động từ là make ra, nó còn đi với từ sau nữa. Chứ chúng ta có cái cấu trúc sau. Chứ với cái cấu trúc là put nhờ effort, ok, chứ into something nghĩa là gì? Nghĩa là dồn rất nhiều sự nỗ lực vào việc gì.
nhớ, đúng không ạ? Vậy ở đây cô sẽ không dùng put ở đây được, nghĩa nó không ổn. Chứ là chúng ta sẽ còn cái cụm từ sau nữa, với cái cụm từ là, chứ là với cái cụm từ là take efforts, nghĩa là gì? Tốn rất nhiều công sức, nhiều sự nỗ lực. Vậy cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy phải là ý C. Ok chưa? Xong chưa? Thế nhá. Vậy thì với cái đề này của cô này, đúng không ạ? Nó cực kỳ dễ luôn. Các bạn ấy không thi xong, các bạn ấy còn bảo với cô là cái gì nhở, đọc hiểu dễ. Ok. Chợ hôm nay cô lúc tối đây cô vừa mới ngồi quay video đọc hiểu cho các bạn xong, thì cũng thấy rằng là bài đọc hiểu 7 câu cũng tương đối chứ không phải dễ đâu. Thế mà các bạn bảo với cô là đọc hiểu dễ. Chợ tức là cô nghĩ rằng là các bạn đang ở một trình rất là cao rồi. Được không ạ? Thế nhá. Đề này của cô chưa có câu nào khó cả. Được không ạ? Nhá, thậm chí cái câu số 10 và câu 12 cũng không phải là câu khó đâu em. Chợ cái câu số 10 và câu số 12 ấy là cái câu mà em hoàn toàn có thể dùng từ điển để tra được. Mà em thi trực tuyến thì cũng không coi thi được, đúng không? Em hoàn toàn có thể dùng từ điển tra được. Nhưng là bởi vì các bạn không đọc kỹ đầu bài, không đọc kỹ cái câu, không đọc kỹ ngữ cảnh. Đấy. Vì em không đọc kỹ ngữ cảnh nên là em chọn theo cái kiểu là một cái lối mòn như vậy, em làm sai nhá. Với cái câu số 13 sẽ là cái câu thuộc kiến thức về phần mệnh đề trạng ngữ thể gian. Nhá, với cái câu số 13 thuộc kiến thức về phần mệnh đề trạng ngữ thể gian, em sẽ nhớ cô như sau này. Với cái phần mệnh đề trạng ngữ thể gian, em sẽ quan tâm cho cô đến cái là sự phối thì trước. Mệnh đề đằng sau của chúng ta chia tương lai thì mệnh đề trạng ngữ thể gian sẽ không thể chia quá khứ được. Ý B người ta dùng quá khứ hoàn thành là sai. Ý D dùng quá khứ tiếp diễn là sai. Còn một quy tắc nữa, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian không bao giờ chia thì tương lai, bỏ lốt. Vậy cô chọn được 13 là ý A. Chờ câu 13 dịch là khi mà tôi cho mèo ăn xong thì tôi sẽ đi chơi với bạn. Đó. Với cụm từ go out, nghĩa là mất điện, nghĩa là ra ngoài, nghĩa là đi chơi. Chờ xong câu số 13 chuyển sang câu 14. Chờ với câu 14 dịch là bọn trẻ đang làm bài tập về nhà thì mất điện. Một hành động đang diễn ra thì có hành động khác xen vào. Cái hành động mà bọn trẻ đang làm bài tập về nhà, hành động đang diễn ra. Căn cứ vào động từ went là quá khứ, theo nguyên tắc về sự phối thì nếu động từ này chia quá khứ thì động từ bên này của chúng ta cũng sẽ phải chia quá khứ chứ không chia hiện tại được. Chờ ý A với thì hiện tại hoàn thành sai, ý B hiện tại đơn sai, ý D hiện tại tiếp diễn sai. Câu này coi như là cho không em điểm, đúng ạ. Câu 14 cô chọn được ý C. Sau câu 14 chuyển sang câu số 15. Và câu 15 sẽ là cái câu kiểm tra em kiến thức về phần liên từ. Ok. Chào bạn thân mến, bạn thấy cô trai anh chữa với tốc độ như vậy ok không ạ? Ok, với cái câu số 15 mà chữa với tốc độ như vậy ok không ạ? Nhờ. Với cái, nhờ bạn thân mến, với cái phần mà cô chữa từ câu số 1 đến câu 14 chữa với tốc độ như vậy ok không ạ? Tức là cái câu nào mà khó thì cô sẽ chữa chậm lại, cái câu nào mà dễ thì cô sẽ chữa nhanh lên, được không ạ? Với cái câu số 15 chúng ta có như sau này. Nhờ cô có từ recycling, nghĩa là tái chế, đúng không ạ? In a good way. Nó là một cái cách tốt để mà manage, xử lý rác thải. Chờ đằng sau cô có từ, đó là từ is, là tính từ sở hữu. Rồi cô có từ high là cao, cô có từ cost, nghĩa là chi phí. Nhờ cô sẽ có là chi phí cao. Nhờ tái chế là một cách tốt để mà quản lý rác thải, mặc dù chi phí cao. Vậy thì cô có như sau này, cô có cái anh là is, là tính từ sở hữu, high là tính từ, cost là danh từ. Vậy toàn bộ anh này cô sẽ thỏa mãn là một cụm danh từ. Nếu là một cụm danh từ thì em sẽ không chọn đáp án ý B, không chọn đáp án ý C. Bởi vì B và C theo sau bởi một mệnh đề. Đúng ạ. Thì cô sẽ chỉ còn A hoặc là D mà thôi. Sự khác nhau giữa A và D ở chỗ nào đây? Nhớ cô có từ sau. Với cái từ despite, theo sau bởi một cụm danh từ vô hình, nó mang nghĩa là mặc dù. Nhớ, cụm danh từ vô hình mang nghĩa là mặc dù. Cái gì cả? Tái chế là một cách rất là tốt để mà quản lý rác thải, dù có chi phí cao. Vậy cô sẽ chọn được câu 15 là ý A. Nhờ tại sao mình không chọn ý D? Ý D với cái anh sau này. Nhờ cô có với cái từ sau, với cái từ because of, nghĩa là bởi vì. Theo sau nó cũng cộng với một cụm danh từ verb, nhưng mà nó không thể ghép ổn với nghĩa của câu này. Do đó với cái câu số 15 cô chọn được ý A. Nhờ. Sau câu 15 chuyển cô sang câu 16. Đây này, cái câu 16 này đang nói chính các bạn luôn này. Nhờ. Nào với cái câu số 16 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì nhá. Câu số 16 sẽ là cái câu về từ cùng trường nghĩa. Team 9 cộng của cô nghe rõ này nhá. Với những cái câu mà team 9 cộng cần phải lưu ý, đó là cái câu về thành ngữ là một này, chứ là cái câu về cụm từ cố định là hai này. Thường cụm từ cố định bộ sẽ cho những cụm từ thông dụng như câu 12 này thôi đấy nhá. Rồi tiếp này, cái câu về từ cùng trường nghĩa là 3 và cái câu về từ vựng nâng cao là 4. Được không ạ? Xong chưa? Ok.
Rồi, với cái câu số 16 của chúng ta sẽ là cái câu thuộc kiến thức về phần từ cùng trường nghĩa. Bạn nào có thể xử lý cho cô được cái câu 16 này? Dạ, với câu 16 này, với cái câu về từ cùng trường nghĩa, em đặc biệt phải quan trọng về phải quan tâm đến cái ngữ cảnh của câu. Nhờ cô có từ sau này. We don't learn vocabulary. Nhờ cô có cái từ sau. Nhờ với cái từ đó là từ. Với từ vocabulary nghĩa là gì? Với từ vocabulary nghĩa là từ vựng, đúng không ạ? Chúng ta không học từ vựng thông qua cái gì đây? Nhờ cô có với cái từ sau. Với từ context nghĩa là ngữ cảnh nhá. Chúng ta không học từ vựng thông qua ngữ cảnh của nó. Đó là một cái sai lầm phổ biến của những cái người học tiếng Anh. Đó ạ. Giống như chúng ta ở cái câu số 10 và câu số 12 lúc trước của cô ấy, đúng không ạ? Em chả quan tâm đến ngữ cảnh của câu cả, em cứ thấy là em khoanh luôn thôi, thế là em sai, được không ạ? Thế nhá, cô sẽ có như sau này. Chúng ta không học từ qua ngữ cảnh và đó là sai lầm phổ biến của người học. Giờ vậy thì cô sẽ có như sau. Ở đây nó sẽ là sai lầm trong cái suy nghĩ và hành động, đúng không ạ? Vậy thì với cái câu số 16, bốn từ này của chúng ta đều có nghĩa là lỗi sai, đều nghĩa là sai lầm. Chờ em có thể học kỹ cái phần này trong cái cuốn từ cùng trường nghĩa. Ở đây cô giảng qua như này thôi nhá. Cô có từ sau ý A. Ý A với từ fall nghĩa là cái này, nghĩa là cái lỗi sai. Nhờ em này cô sẽ là lỗi trong thể thao. Nhờ em này cô là lỗi trong thể thao nhá. Vậy thì cô sẽ không chọn ý A được, đó không ạ? Tiếp này, ý B thì sao? Ý B với cái từ sau. Với cái từ mistake nghĩa là gì? Nhờ em này cô nghĩa là sai lầm. Sai lầm trong hành động hoặc là trong suy nghĩ, nó có thể dẫn tới một cái kết quả, đúng không ạ? Không như mong muốn. Nhớ nghe cô nói này. Cô có với cái từ sau. Với cái từ mistake nghĩa là lỗi, nghĩa là sai lầm. Nó sẽ là cái hành động hoặc là cái quan điểm gì đấy mà không đúng. Vậy thì ở đây cái việc mà chúng ta học từ không qua ngữ cảnh đấy, đó là một cái hành động không đúng. Đó là cái sai lầm trong hành động. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 16 của chúng ta là ý B. Nhớ, được không ạ? Cái này rất là dễ để phân biệt thôi. Thế còn ý C thì sao? Chờ, ý C với từ defect nghĩa là gì? Nghĩa là cái khiếm khuyết hoặc là cái khuyết điểm ở trong cái gì đó, chờ, khiến cho nó không được hoàn hảo. Nhớ, được không ạ? Chờ, cô nói lại này với cái từ sau. Với từ defect nghĩa là gì? Chờ, với từ defect nghĩa là những cái, nghĩa là cái khuyến, nghĩa là cái khiếm khuyết hoặc là cái khuyết điểm trong một cái gì đó khiến cho nó không được hoàn hảo. Ví dụ như là cái cốc đó thì nhìn rất là đẹp nhưng mà nó có một cái vết, đúng không? Khiến cho cái cốc đó nó có một cái lỗi, đúng không? Nó cái cốc đó bị lỗi một chỗ, nó có một cái vết gì đấy, đúng không? Thì cô sẽ hiểu rằng đó chính là cái khiếm khuyết trong một cái gì đó khiến cho nó không được hoàn hảo. Nên ý C của chúng ta không phải, đúng không ạ? Thế còn ý D thì sao ạ? Chờ, ý D cô với từ fault nghĩa là cái lỗi lầm thuộc về trách nhiệm của ai đó khi mà để xảy ra cái việc gì. Chờ, vậy thì với cái câu số 16, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Chờ, xong câu số 16, chuyển cô sang câu số 17. Chờ, câu số 17 dịch là đó là cái sai trái, đúng không ạ? Cái việc mà con gái cậu không chăm sóc cậu gì cả, đó là một cái việc, đúng không ạ, không đúng. Vậy ở đây cô sẽ cần một từ nghĩa là chăm sóc. Ý A với câu số 17 sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về cụm động từ này, đó ạ. Thế cô sẽ có ý A với cụm động từ take up, nghĩa là bắt đầu một thói quen, bắt đầu một sở thích, bắt đầu làm gì một cách thường xuyên. Ố, sao hôm nay nhiều bộ vào học thế ạ? Cô vừa thấy có bộ giáo dục và đào tạo này, đúng không ạ? Cô thấy có bộ gì nữa nhỉ? Bộ y tế này, bây giờ còn có bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nữa. Ok, đợi chờ, ok. Nhìn chưa, hôm nay các bạn đang gọi là biểu tình hay sao mà thấy nhiều bộ thế này ạ? Ok, xong chưa? Xong chưa? Nào, cô sẽ có như sau. Với cái câu số 17, chơi ý A của chúng ta với cái cụm động từ thay cả nghĩa là gì? Nghĩa là bắt đầu một thói quen, bắt đầu một sở thích, bắt đầu làm gì một cách thường xuyên. Nhờ, ngoài ra nó nghĩa là chiếm cái không gian gì nữa. Trở về thì với câu này cô sẽ không chọn ý A được. Chờ, ý B thì sao? Ý B với cái cụm từ sau, cô có cụm từ là? Với cụm từ là look up nghĩa là gì? Nghĩa là tra cứu thông tin. Chờ, tra cứu số điện thoại trong danh bạ, tra cứu thông tin ở trong cái cuốn sách, trong từ điển. Chợ, ngoài nghĩa là tra cứu thông tin ra thì nó còn nghĩa là ngẩng lên, giống như kiểu là tôi đang cắm cúi viết nên là không ngẩng lên khi mà anh ta bước vào. Chợ, ngoài nghĩa là ngẩng mặt lên ra thì nó sẽ còn nghĩa nữa là
giờ nghĩa là bằng với từ improve nghĩa là cải thiện, đúng không ạ? Dần có cái sự tiến bộ, gần có cái sự khởi sắc kiểu như vậy. Vậy thì cô sẽ không chọn ý B được. Thế còn ý C thì sao? Chọn ý C với từ look after bằng với cái anh là take care of, nghĩa là chăm sóc, đúng không ạ? Nghĩa là trông nom. Thì cô sẽ chọn được đáp án cô ấy là ý C. Thế còn ý D thì sao? Ý D của chúng ta với cụm từ sau. Chờ với cụm từ lúc bạch nghĩa là gì? Nghĩa là ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua nhá. Với cái anh này nghĩa là nhìn lại cái gì đó, đúng không ạ? Hoặc là ngẫm nghĩ lại những cái chuyện đã qua. Vậy thì với cái câu số 17 theo nghĩa cô chọn được câu đấy là ý C. Xong câu số 17 chuyển cho cô sang câu số 18. Thôi tập trung vào bài cho cô đi này. Chờ với cái câu số 18 cô có câu này như sau. Chờ với cái câu số 18 cô có là khi hai vế của câu đồng chủ ngữ, người ta sẽ bỏ chủ ngữ của mệnh đề đầu, đổi động từ về dạng như sau. Đổi động từ về cái dạng là verb in hoặc là having cộng với phần từ hai, đúng không ạ? Với cái câu chủ động nhá. Khi hai vế của câu đồng chủ ngữ, người ta sẽ bỏ chủ ngữ của mệnh đề đầu, đổi động từ về dạng verb in hoặc having cộng với phần từ hai với câu chủ động. Chờ sự khác nhau giữa verb in và having cộng với phần từ hai này. Verb in cho hành động xảy ra nối tiếp nhau. Thế còn having cộng với từ hai nhấn mạnh một hành động xảy ra xong rồi mới tới hành động khác. Đó ạ. Nghĩa là người ta sẽ không dùng being ở đây. Đó ạ. Thế nhá. Thì cô sẽ có là for cộng với khoảng thời gian nó sẽ dùng thì hoàn thành. Nên cô sẽ không dùng being ở đây được. Chờ ý B của cô là dùng thì hiện tại hoàn thành. Nếu để động từ chia thì câu thì câu phải có chủ ngữ. Phải có chủ ngữ thì động từ mới chia thì câu. Nên ý B của cô không phải rồi. Chứ là người ta dùng tu cỡ vương nguyên dạng để chỉ mục đích gì đó để mà. Nhưng mà câu hỏi dịch là cái cô này đã nằm viện vài tuần rồi nên cô ta rất là vui khi được về nhà. Vậy thì với câu này phải nhấn mạnh cái việc là cô ấy đã nằm viện một vài tuần nên cô ta rất vui khi được về nhà. Nhấn mạnh hành động đã xảy ra xong rồi mới tinh độ khác. Thì cô sẽ chọn được câu 18 của chúng ta là ý C. Đó ạ. Xong câu số 18 chuyển cô sang câu 19. Câu 19 của cô là một câu khó. Thực ra thì cái câu này cũng không phải là cô làm khó em đâu. Mà ở trong cái đề chính thức của bộ cũng sẽ có cái câu này sẽ là thuộc nhóm từ vựng nâng cao, đúng không ạ? Thì với cái câu số 19 thực ra thì cô cho em đáp án rồi, đúng không ạ? Vấn đề là em có hiểu tại sao cô ấy chọn đấy đáp án đấy không thôi nhá. Chứ cô có từ gain, gain với từ weight nghĩa là gì? Tăng cân. Đó ạ. Thì là không muốn tăng cân, anh ấy cố gắng, chúng ta cấu trúc là try to do something, cố gắng làm sao? Cố gắng, đúng không ạ? Ép bản thân là ăn ít sô cô la đi. Nhớ. Vậy thì với cái câu số 19 chúng ta có như sau. Hôm nay các bạn làm gì mà thấy lập nhiều lích toàn thấy bộ thế ạ? Nhớ, cô sẽ có như sau với cái câu sau. Chờ cô có ý A với từ discipline nghĩa là gì? Nhớ. Chờ cô có cái từ discipline nghĩa là gì? Nghĩa là phạt ai đó vì cái điều mà họ đã làm. Chờ nghe này, nó có cái nghĩa thứ nhất mà nghĩa là phạt ai đó vì cái điều mà người ta đã làm. Chứ ngoài nghĩa đó ra thì nó còn nghĩa là rèn rũa một cái đứa trẻ, bắt nó phải tuân thủ một cái quy tắc nào đó, đúng không ạ? Ngoài cái nghĩa đó ra thì cô sẽ có cái cấu trúc sau. Nhờ cô sẽ có cái cấu trúc là cô có cái cấu trúc là discipline nhớ, với cái anh là discipline. Rồi đằng sau nó sẽ cộng với từ oneself nghĩa là gì? Nghĩa là kiềm chế, nghĩa là ép bản thân làm gì. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được ý A luôn. Đó ạ. Không muốn tăng cân nên anh ta cố gắng kiềm chế bản thân là không ăn nhiều, ăn ít sô-cô-la đi. Thì cô chọn được câu 19 là ý A. Thế tại sao mình không chọn ý B? Ý B của chúng ta với cái động từ sau cô có từ, với từ punish nghĩa là trừng phạt. Nhờ trừng phạt ai đó vì cái gì người ta đã làm sai. Thì cô sẽ không chọn ý B ở đây được. Nhớ. Thế cô có ý C thì sao? Ý C với từ, với từ assert nghĩa là quả quyết, nghĩa là khẳng định một cách rõ ràng và chắc chắn. Vậy ý C của cô không phải rồi, đúng không ạ? Ý D thì sao? Cái này cô vừa là danh từ vừa là động từ, cô có từ sau. Với từ subject, nếu là động từ nó có nghĩa là gì? Nghĩa là mang nghĩa là kiểm soát, đúng không ạ? Nghĩa là dùng vũ lực để mà nắm quyền kiểm soát một cái vùng đất hoặc một quốc gia nào. Giờ về với cái câu số 19, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Ok chưa? Xong chưa? Xong câu số 19 chuyển cô sang câu số 20. Cô có câu số 20, 21, 22 và 23. Thế là dạng bài tìm từ đồng nghĩa và dạng bài tìm từ trái nghĩa.
Với cái dạng bài tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa thì bạn thấy rằng là lâu rồi trong đề thi của cô, kể cả cái đề mà hàng ngày cô cho các bạn tìm 8 cộng 9 cộng cô luyện ấy, cô không cho phần này khó nữa. Bởi vì ở trong cái đề chính thức của bộ nhá, mấy năm trở đây ạ, thì bộ cho cái phần này nó cực kỳ dễ, chỉ cần dùng ngữ cảnh của câu đoán nghĩa của từ được. Và có một điều đặc biệt nữa này, đó là cái hướng ra đề của bộ với dạng bài đồng nghĩa trái nghĩa là bộ chỉ lấy từ vựng ở trong sách giáo khoa ra thôi. Đấy là lý do mà ở giai đoạn cuối này, cô khuyến khích các bạn học sinh nhóm kín của cô là ôn nhớ chắc sách giáo khoa là vì thế. Chợ với cái câu số 20, nhớ là dạng bài tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, em sẽ phải dùng ngữ cảnh của câu. Thì cô có từ sau. Giờ cô có cái cấu trúc sau này với cái cấu trúc là be supposed to do something, được cho là, đúng không? Dịch là nó chỉ được cho là một cái lời nhận xét có tính chất làm sao thôi. Nhưng mà cô ta lại làm sao, cô là ta lại bực mình, cô ta lại khó chịu về điều đó. Vậy thì với cái câu này nhá, thì mình có thể đoán được cái từ in đậm đấy không ạ? Giờ cô có từ sau. Với cái từ remark, nghĩa là nhận xét, đúng không ạ? Nó được cho là một cái lời nhận xét rất làm sao thôi. Nhưng mà cô ta lại cảm thấy làm sao đấy ạ? Cô có từ upset. Giờ nhớ cho cô là cái từ upset, nó đi với giới từ sau, đi với giới từ at. Giờ đi với giới từ about, đi với giới từ over something, nghĩa là khó chịu, bực mình, buồn phiền về cái gì. Nhớ, vậy thì với câu này cô sẽ có như sau. Nó dịch là nó được cho là một cái lời nhận xét rất là làm sao thôi, nhưng mà cô ta lại thực sự khó chịu với nó. Vậy thì cô có thể đoán được, nếu không đoán được thì cô xét nghĩa của từng anh một. Ý à? Ý à, với từ offensive nghĩa là gì? Chứ với từ offensive nghĩa là lỗ mãng, đúng không? Nghĩa là lỗ mãng, nghĩa là bất lịch sự, nghĩa là lỗ mãng này, nghĩa là bất lịch sự này, nghĩa là thô lỗ này, nghĩa là có tính chất xúc phạm, mạo phạm. Vậy thì ở đây cô sẽ thấy như sau này, đó chỉ được cho là một, đúng không? Nó chỉ là một cái lời nhận xét rất là làm sao thôi, nhưng mà cô ấy lại bực mình, lại tức giận. Vậy thì cô sẽ suy ra được cái từ này cô không cho vào đây được, đúng không ạ? Thế nhá, thì cô sẽ có ý B thì sao? Ý B với từ funny nghĩa là hài hước nhá. Thế cô dịch là nó, đúng không ạ, thực ra chỉ là một cái lời nhận xét rất là hài hước thôi, thế mà cô ta lại giận. Vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý B nhá. Ý C thì sao? Ý C với từ stupid nghĩa là ngốc nghếch, vậy cô sẽ không chọn nhá. Ý D với cái từ, đó là từ boring nhá, cô có cái từ với từ boring nghĩa là tẻ nhạt. Vậy thì với câu số 20 cô chọn được ý B. Xong câu số 20, chuyển cho cô sang câu số 21. Với câu số 21 cô có cấu trúc sau. Với cấu trúc là try to do something, cố gắng làm gì? Chứ tôi đã cố gắng làm sao cái vấn đề đó suốt cả tuần mà tôi vẫn không thể. Nhớ cho cô cái từ này. Cái từ này có trong cái đề thi chính thức của năm ngoái. Cô có động từ sau. Với cái động từ là crack. Ngoài nghĩa là vết lứt ra, nghĩa là giải quyết được vấn đề, tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề gì đó. Vậy thì với câu dịch là tôi đã cố gắng, đúng ạ, để mà tìm cái cách giải quyết cho vấn đề này mà làm sao tôi vẫn không tìm ra được cái cách giải quyết cho nó. Vậy thì từ đó cô suy ra cái từ in đậm này của chúng ta mang nghĩa là giải quyết nhá. Với từ address nhá, anh hiểu của chúng ta nó có rất là nhiều nghĩa, nếu động từ nó có rất là nhiều nghĩa và nó có nghĩa là giải quyết, vậy cô sẽ chọn được câu đấy là ý A. Rồi tiếp này, ý B thì sao? Ý B với cái từ sau, với từ increase nghĩa là tăng, vậy cô sẽ không chọn, đúng không ạ? Ý C với cái từ là, với từ là damage nghĩa là hủy hoại, phá hoại, vậy cô sẽ không chọn. Thế còn ý D với cái từ sau, với từ maintain nghĩa là duy trì, cô cũng không chọn. Vậy thì cô sẽ chọn được 21 là ý A. Xong câu số 21 chuyển cô sang câu số 22. Thì cô sẽ có câu số 22 và câu số 23. Dạ, với cái câu số 22 và câu số 23 sẽ là dạng bài tìm từ trái nghĩa nhá. Với dạng bài tìm từ trái nghĩa thì cô sẽ có như sau. Họ nói rằng sẽ còn có những cái, người ta dùng another cộng với danh từ số ít, cô có từ sau. Với cái từ recession nghĩa là gì? Nghĩa là cái khủng hoảng, đúng không ạ? Một cái giai đoạn khó khăn về kinh tế trong một quốc gia, vậy dịch là khủng hoảng kinh tế. Là người ta nói rằng sẽ còn những cái khủng hoảng kinh tế nữa, đúng không ạ? Có thể xảy ra. Và rất nhiều cái doanh nghiệp nhỏ sẽ bị làm sao đây ạ? Ok, cô có với cái từ sau này. Cô có cái tính từ là, nhà cô đang mưa rất là to, các bạn có thấy cái tiếng mưa ồn không ạ? Nhớ, các bạn có thấy tiếng mưa ồn không ạ? Nhớ, cô có cái từ bankrupt, nghĩa là gì? Phá sản. Cái cụm từ này go bankrupt, nghĩa là phá sản. Tại vì là người ta nói rằng là sẽ có cái cuộc khủng hoảng nữa sẽ có thể xảy ra. Và rất là nhiều những doanh nghiệp nhỏ sẽ bị phá sản. Vậy từ đó chúng ta sẽ có cái cụm từ sau, thừa nhận nó như một cụm từ cố định bằng cách suy cái nghĩa của nó ra. Đó là cô có cái cụm từ sau. Chờ cụm từ là be on the cusp.
Ok, beyond the cost nghĩa là gì? Nó sẽ bằng với cấu trúc là be likely. Chợ nó sẽ là be likely to happen, nghĩa là có khả năng xảy ra. Vậy em sẽ cần tìm từ trái nghĩa nhớ. Giờ tìm từ trái nghĩa thì em sẽ chọn được đáp án của câu này là gì? Yeah, câu với từ unable nghĩa là không thể. Nhưng cái này nó sẽ là không thể làm gì, tức là không có khả năng năng lực để làm được việc gì đó cơ. Thì cô sẽ không chọn. Được không ạ? Tiếp này, cô sẽ có ý B thì sao? Ý B với từ possible nghĩa là có thể, vậy thì cô sẽ không chọn. Vì mình cần tìm từ trái nghĩa cơ. Được không ạ? Ý C thì sao? Ý C với từ improbable, nó sẽ bằng với từ sao? Bằng với từ unlikely, nghĩa là không thể, không có khả năng xảy ra. Vậy cô sẽ chọn được câu đấy là ý C. Thế còn ý D thì sao? Chờ ý D của chúng ta với cái từ, với từ potential nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng. Nó sẽ xem bằng với từ possible, đúng không ạ? Có khả năng, nhớ. Vậy thì với cái câu số 22, cô chọn được ý C. Xong câu số 22, chuyển cho cô sang câu số 23. Chờ câu số 23, chúng ta cũng sẽ dùng ngữ cảnh của câu với từ sau. Chờ cô có cái từ sau này. Với từ pesticide, nghĩa là thuốc trừ sâu. Một số cái loại thuốc trừ sâu, đúng không ạ? Có cái hàm lượng độc hại cao. Hôm trước có một bạn hỏi cô cái từ sau này. Nhờ, bạn ấy có hỏi cô cái từ sau. Bạn ấy hỏi là từ highly, khác gì so với từ high. Nhờ, cô sẽ thấy được cả hai từ này đều là trạng từ và nghĩa là cao. Nhưng mà với cái từ high là cao về vị trí. Nhờ, thế còn từ highly là cao về mức độ. Nhờ, về dịch là một số loại thuốc trừ sâu thì có cái hàm lượng độc hại cao. Đến mức mà chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng có thể giết được con người. Trở về đi, từ đó cô suy ra từ này của chúng ta mang nghĩa là độc hại nhá, với cái từ sau này. Thì cô suy ra cái từ đó là từ, với từ toxic nghĩa là độc hại. Vậy thì ngược với từ độc hại sẽ là từ gì? Nhờ ý A với cái từ sau này. Ý A có từ danger nghĩa là nguy hiểm, vậy cô sẽ không chọn ý A. Trở ý B thì sao? Ý B với cái từ sau nhá, với gốc từ của nó là từ poison, thì cô có cái tính từ của nó là từ, với từ poison nghĩa là độc hại. Nếu mà đồng nghĩa thì cô sẽ chọn ý B. Như vậy cô sẽ không chọn ý B. Như ở đây của cô cần tìm từ trái nghĩa cơ. Như thế còn ý C thì sao? Ý C của chúng ta với từ sau. Như với cái từ đó là, với từ detriment nghĩa là gì? Như với cái từ detriment nghĩa là gì? Nghĩa là với cái từ detriment của chúng ta nghĩa là cái hành động gây hại hoặc là hủy hoại, được không ạ? Nhớ, nhưng mà anh này cô nó là danh từ cơ. Nhưng mà ở đây cô vị trí của cô là tính từ, vậy cô chắc chắn không chọn ý C rồi. Sau đó cô sẽ chọn được ý D bằng phương loại trừ. Ý D cô là vô hại. Ngôi từ có hại sẽ là từ vô hại. Nên sẽ chuyển cho cô sang câu số 24 và câu số 25. Câu số 24 và câu số 25 sẽ là phần về tình huống giao tiếp. Mà phần về tình huống giao tiếp này cô có thể chữa nhanh được này. Nhớ ạ. Nhờ hai cái người bạn này đang ở rạp chiếu phim. Chờ bạn ấy bảo rằng là cái bộ phim này là cái bộ phim hay nhất mà tôi từng xem. Chờ bạn ấy bảo rằng là tôi không thể đợi tới cái chương hai để, đúng không ạ? Tôi không thể đợi cái chương hai nó ra được. Nhưng mà tôi sẽ không thể đợi được cái phần hai ra. Vậy thì với câu này cô sẽ có ý A không, nó rất là hấp dẫn, không phải, đúng không ạ? Thế này cô sẽ có như sau. Ý C cô là không, nó không cho tôi nhiều thông tin, không phải. Cho ý D cô là tôi không thể hoàn toàn đồng ý với bạn, không phải rồi. Vậy thì với câu 24 cô chọn được ý B nhớ. Được chưa? Với cái câu số 24 cô chọn được ý B. Ý B với cái anh là you can say that again nghĩa là gì? Mình đồng ý, đúng không ạ? Nhờ bạn kia bạn bảo rằng là cái bộ phim này là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem. Bạn kia bảo rằng là mình cũng thấy vậy, đúng không ạ? Mình không thể đợi chờ đến cái phần 2 của nó được, đúng không? Mong ngóng lắm rồi. Vậy thì với câu đấy cô sẽ chọn được câu số 24 là ý B. Ok chưa? Rồi xong câu số 24 chuyển cô sang với cái câu số 25. Chờ anh em là Peter và Mai đang nói chuyện về cái kết quả của kỳ thi. Chờ tớ đã thi đỗ cái kỳ thi tốt nghiệp với một cái điểm số mà incredible, không thể tin được đó nhá. Vậy thì cô sẽ thấy được là bạn kia bạn sẽ là sao? Ý B cô là đây này. Thì người có thể dùng ý B khi kiểu là em đưa một cái thứ gì cho người khác thôi. Vậy ý B không phải. Chờ ý C cảm ơn không phải. Chờ ý B cô với cái anh là mình ấy, giờ là tôi cũng không thì không phải. Vậy cô chọn được ý A, chúc mừng nhé. Được không ạ? Rồi toàn bộ cái phần đọc hiểu đọc điền cô cho anh đã quay video cho em rồi. Là nữa sau khi mà kết thúc livestream này thì cô cho anh sẽ đính cái video chữa đọc hiểu đọc điền vào chính cái bài livestream này nhá, để các bạn sẽ tham khảo luôn. Bây giờ cô sẽ chữa câu số 43 tới câu số 50. Nhờ với câu 43, 44, 45 sẽ là phần về phát hiện lỗi sai. Chờ với cái câu số 43 cô có như rồi. Thủ tướng, sau này dịch là, đúng không ạ? Dịch là chủ tịch, đúng không ạ? Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Giờ vậy thì cô sẽ tới như sau này. Đây là Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, đúng không ạ? Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là hai người. Vậy nếu hai người thì ý B của chúng ta sai, đúng không ạ? Giờ chúng ta sẽ thấy được là nếu mà hai người thì mình sẽ không thể dùng cái tính từ sở hữu là his được. Chúng ta sẽ phải dùng cho cô là there, ok? Vậy thì câu 43 của chúng ta sẽ là sai về tính từ sở hữu, ok chưa? Nhớ xong câu số 43 chuyển cô sang câu 44. Nào, câu 44 sẽ là một câu khó. Bạn nào có thể làm được câu này? Chưa, dịch là cái cô này đã nhận sorry, dịch là cái cô này đã nhận được cái bằng tiến sĩ danh dự, đúng không? Về cái bộ môn nghệ thuật ở trường đại học này. Như vậy với cái câu số 44, cô ấy nhận được cái bằng tiến sĩ danh dự, ok? Nhớ với cái câu này. Giờ em sẽ xem cho cô nào. Nào, với cái câu này em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đây ạ? Giờ cô sẽ có với cái từ sau. Thứ nhất này, xem cho cô xem ý A của nó có sai không. Thì cô có với từ sau. Giờ với cái từ là, với từ received, nghĩa là nhận được. Vậy ý A của cô không có sai, đúng không ạ? Bà đã nhận được cái bằng tiến sĩ danh dự. Ok, nào. Bà đã nhận được cái bằng tiến sĩ danh dự. Vậy thì cô sẽ thấy xem là ý B của cô có sai không nhá. Thì cô có với cái từ sau này, với cái từ là, với cái từ là, với cái từ là honorable nghĩa là gì? Nghĩa là với cái từ là honorable nghĩa là gì đấy? Nghĩa là vinh dự, đúng không ạ? Nhá, nghĩa là cái này chúng ta nghĩa là xứng đáng được tôn trọng, đúng không ạ? Nghĩa của nó như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ có là cắt nghĩa cái từ này của chúng ta. Thì cô sẽ có với cái từ đó là từ honorable. Âm H của chúng ta làm câm nhé, đúng không? Từ đấy nghĩa là danh giá, danh dự. Nhưng mà chúng ta sẽ có như sau. Cái này của cô nó sẽ đi theo cái kết hợp từ cơ. Như là ý B của chúng ta sai. Như là chúng ta sẽ không dùng cái từ nữa, đó là từ honorable. Là cô sẽ có với cái từ sau này. Nào bạn nào có ý tưởng là với câu này chúng ta sẽ sửa thành gì bây giờ? Ok. Nào bạn nào có ý tưởng là với cái câu này chúng ta sẽ sửa thành gì bây giờ? Nhớ. Nào cô sẽ có với cái từ sau. Nào cô có cái từ đó là từ honorary. Nhớ viết như sau này. Với cái từ là honorary. Nhớ ghép với cái từ sau. Ghép với từ. Với cái từ doctorate. Ok. Doctorate. Nhớ degree. Cả cái cụm này của chúng ta nghĩa là bằng tiến sĩ danh dự nhá. Cả cái này của chúng ta nghĩa là bằng tiến sĩ danh dự. Nó là một cụm rồi và em phải thừa nhận nói cho cô thôi. Thì cô sẽ có từ sau. Với cái từ honorary, ghép với từ doctor, ghép với từ degree, bằng tiến sĩ danh dự. Vậy thì với câu này cô sẽ có ý B của chúng ta. Nhớ sai, ok chưa? Vậy nhá, xong chưa, xong chưa? Rồi, tiếp này cô sẽ có với cái câu sau. Chợ với cái câu số, nhớ câu số 45. Chợ với cái câu số 45 của chúng ta sẽ sai ở đâu đây? Nhớ với cái câu số 45 cô có như rồi. Căn cứ bằng từ yesterday, ngày hôm qua, dấu hiệu của thì quá khứ. Nên ý hả cô sai, sửa cho cô thành went. Ok, được không ạ? Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 45 chuyển cô sang câu 46 này. Với cái câu số 46 em quan tâm cho cô. Câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về phần động từ quyết thiếu. Mà cái câu kiểm tra em kiến thức về động từ quyết thiếu thì em sẽ phải căn cứ cho cô xem là cái ngữ nghĩa câu gốc là gì với từ sau. Chờ với từ permit nghĩa là gì? Với từ permit, permit nghĩa là được cho phép. Vậy là hút thuốc không được cho phép ở bất cứ nơi nào trong cái giáp hát này. Vậy suy ra là không được cho phép, suy ra là bạn không được phép hút thuốc ở đó, đúng không ạ? Thế thì cô sẽ có ý A của chúng ta với cái công thức là shouldn't. Có vấn đề dạng không nên làm gì mà trước khuyên bảo. Vậy nên nó sẽ không phải ý A, đúng không ạ? Đấy nhá. Rồi thế này cô sẽ có ý B thì sao? Chờ ý B của chúng ta với cái công thức sau này. Cô có cái công thức là mustn't. Ok, cộng với vâng nguyên dạng không được phép làm gì diễn tả sự cấm đoán. Nên 46 cô chọn được ý B. Đúng không ạ? Rồi, tiếp này cô sẽ có ý C với cái công thức là should. Cộng với have, cộng với thứ hai. Nhưng mà diễn tả một điều đáng lẽ ra đã phải làm nhưng vì một lý do gì đấy lại không làm. Vậy thì cô sẽ không chọn ý C. Nhưng mà ý D với công thức là may cộng vâng nguyên dạng có thể xảy ra nhưng không chắc. Vậy thì 46 cô chọn được ý B. Nhờ với cái câu số 46 chuyển cho cô sang với cái câu số 47, đúng không ạ? Với cái câu số 47 thì những cái ai mà đang yêu, đã yêu và sẽ yêu thì sẽ thích câu này nhá, đúng không ạ?
Với cái câu này bạn nào có thể dịch được ạ? Ok, Trần Tuấn Hoàng đến từ chuyên Thái Nguyên đâu ạ? Ok, bạn Trần Tuấn Hoàng đến từ chuyên Thái Nguyên đâu ạ? Làm cho cô câu này xem ạ. Ok, nào bạn nào làm cho cô được cái câu này ạ? Được không ạ? Nào bạn nào làm cho cô được cái câu này? Với cái câu này, sorry, câu này chắc là làm thì các bạn làm đơn giản đúng không ạ? Bạn nào có thể dịch nghĩa cho cô được câu này ạ? Nhớ nào, bạn nào đang yêu, đã yêu và sẽ yêu, dịch nghĩa cho cô cái câu này xem nào. Dịch cho cô một cách gọi là hay ho một tí xem nào. Đó ạ. Đấy nhá, cô sẽ có nha. Rồi, với cái câu này nó là một cái câu thôi đúng không ạ? Như kiểu là một cái câu sơ hình thôi ạ. Thì cô sẽ có như sau. Chờ, I love you in every universe. Nghĩa là gì? Nghĩa là tôi yêu, đúng không ạ? Tôi yêu em nhất trên đời này. Đúng không ạ? Đấy, kiểu như vậy. Em yêu cô ở mọi vũ trụ à? Không phải, không gì, yêu mọi vũ trụ đâu, đúng không ạ? Yêu nhất trên đời, yêu không ai bằng, đúng không ạ? Yêu không gì bằng. Đấy. Yêu bằng trời, yêu bằng kim cương. Đấy, kiểu như vậy. Nhớ, kiểu như vậy. Đấy, câu dịch là, nhờ dịch là anh yêu em nhất trên đời này. Đúng không ạ? Anh yêu em lắm, đúng không ạ? Anh yêu em vô cùng, đúng không ạ? Đấy là một cái cách nói văn hoa của người ta thôi. Chứ vậy thì với cái câu này nhá, kệ đó thôi, đúng không ạ? Đấy là câu bài em dịch cho nó hay thôi, nhưng em xem với cô này. Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chắc chắn là ngôi hai của em phải đổi, đúng không ạ? Nếu mà ngôi hai của em phải đổi thì cô sẽ thấy là đổi thành xem nào. Chờ, cô sẽ có là Doctor Strange nói với Chris, nói với Kristen. Vậy thì cô sẽ thấy được là nhờ he ở đây, ai đổi thành he này. Nhưng mà ở đây động từ hiện tại thì phải lùi về quá khứ, ý là cô không lùi sai rồi, đúng không ạ? Thế cô sẽ có như sau. Ý B là Dr. Strange nói với Kristen là rằng anh ấy yêu cô ấy nhất trên đời. Ý B của chúng ta đúng rồi. Ý C lùi chỉ hiện tại đâu, chỉ cần lùi về quá khứ đơn thôi. Ý C lùi về quá khứ hoàn thành. Sai, đúng không ạ? Ý D của cô động từ đấy không lùi thì sai. Vậy thì 47 cô chọn được ý B nhá. Xem cho xong chưa? Ok. Xem cho xong chưa? Ok. Xong chưa, xong chưa? Rồi, tiếp này cô sẽ có với cái câu số 48 của chúng ta. Dạ, với cái câu số 48 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Với cái câu số 48 cô có như sau. Cái này dễ đặt câu thôi ạ. Lần cuối cùng mà tôi đến buổi hòa nhạc là 2 tháng trước. Vậy xin ra là tôi đã không tới buổi hòa nhạc 2 tháng trước, không phải? Tôi đã không tới buổi hòa nhạc được 2 tháng rồi. 48 cô chọn ý B. Câu này không có vấn đề gì để bàn cãi cả. Đó ạ. Rồi, xong câu 48 chuyển cô sang câu số 49. Câu 49 này. Cái video âm nhạc của anh ấy có chứa những nội dung không phù hợp và nó đã bị gỡ bỏ khỏi YouTube. Nhờ cô sẽ có như sau. Ý với cái anh là provided. Với điều kiện là cái video âm nhạc của anh ấy chứa những cái nội dung không phù hợp. Cô chưa cần biết cái câu này là điều kiện loại gì nhá. Nhưng em nhớ cho cô là bản chất của điều kiện phải là giả thiết trái ngược với thực tế ở, đúng không ạ? Ở đây cô động từ là quá khứ đi, em sử dụng là chắc chắn là điều kiện này phải giả thiết trái ngược với thực tế. Thực tế là video âm nhạc của anh ấy đã chứa những nội dung không phù hợp rồi. Thế bây giờ lại viết là với điều kiện là video âm nhạc của anh ấy chứa những nội dung không phù hợp. Ý là cô không đúng rồi nhá. Ý bề ra nếu như cái video âm nhạc của anh ấy mà không chứa những nội dung không phù hợp thì nó đã không bị gỡ bỏ khỏi YouTube. Cô chọn ý B. Đó ạ. Ý C của chúng ta này, động từ này chia quá khứ, chắc chắn phải dùng điều kiện loại 3. Ý C mà dùng hiện tại chắc chắn ý C sai rồi, đúng ạ. Tiếp này, ý D của chúng ta dùng điều kiện loại 2 cũng sai rồi, nên cô không cần xét cái nghĩa nữa. Chờ, với câu số 50 chúng ta sẽ có như sau này. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cái đề xuất về cái việc cải cách dịch vụ này. Chờ, bất luận như nào cũng không. Vậy thì cô sẽ có ý A với cái anh là at no time, ý B với anh là on no account, ý C với từ under no circumstance. Cái ý D của chúng ta với cái anh là such. Thì cô sẽ có như sau này. Thứ nhất nhá, ý A, ý B với ý C đều có nghĩa là không, đúng không ạ? Thì cô sẽ có như sau này. Ở trên người ta đang dùng thì tương lai, đúng không ạ? Người ta dùng thì hiện tại, thì không có lý do gì em đổi nó về quá khứ cả. Nên ý A của cô sai về thì. Mà đã sai về thì cô sẽ không cần phải dịch về nghĩa nữa, đúng không ạ? Tiếp này chúng ta sẽ có ý B với cụm từ là go along with, nghĩa là tán thành với. Chứ không bao giờ có chuyện chúng tôi sẽ tán thành với cái đề xuất của anh ta về cải cách dịch vụ đấy. Thì cô sẽ chọn được câu đấy là ý B. Thì tại sao mình cũng chọn ý C? Ý C cô là không đời nào chúng tôi sẽ. Đấy, cái từ này của cô sẽ là cái từ quyết định này. Chờ, với cái từ sau cô có cái từ là, với cái từ reject, nghĩa là phản đối. Không đời nào chúng tôi sẽ phản đối cái đề xuất cải cách về dịch vụ này. Vậy C cô không phải rồi. Nhưng ý D của chúng ta là sao? Ý D với cái công thức là such cộng với be cộng với danh từ cộng với that cộng với chấm chấm, đúng không ạ? Cái này sẽ là đảo ngữ của such that, nghĩa là đến nỗi mà.
Vậy là cái lý do đó đến nỗi mà chúng tôi sẽ chấp nhận cái đề xuất cải cách dịch vụ của anh ta. Vậy thì câu này ý đề của cô nó khác hoàn toàn nghĩa so với câu gốc rồi. Do đó với cái câu số 50, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Em thân mến, vậy là sau thời gian 1 tiếng, cô Trang Anh đã hỗ trợ em chữa xong cái đề thi thử tháng 5. Cái phần video chữa đọc hiểu đọc điền cô Trang Anh đã quay sẵn rồi. Sau khi kết thúc livestream này, nhờ cô Trang Anh sẽ gắn cái video chữa đọc hiểu đọc điền đó ở chính cái bài livestream này. Nhờ các bạn sẽ xem cái phần video chữa đọc hiểu đọc điền đó nếu em thấy cần thiết nhé. Ok bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tối mai. Tối mai nếu như không có gì thay đổi, cô sẽ hỗ trợ các bạn với đề số 4 trong sách trọng tâm em nhé. Tạm biệt các bạn.